Xin thân chào các bạn của kênh YouTube Trang Non Online. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi lại quay trở lại với kênh YouTube này để cùng trao đổi, chia sẻ với các bạn về những chủ đề tâm lý và đời sống con người. Và chủ đề hôm nay chúng tôi sẽ nói về những đứa con trong gia đình. Chủ đề về đứa con trong gia đình là một cái chủ đề mà cũng có thể liên quan đến những cái bài nói chuyện trước của chúng tôi. Và trên những cái gì mà chúng ta đã trải qua trong những phần nói chuyện trước đây ấy, thì hôm nay mình xem coi là cái đứa con đó nó như thế nào, nó nhận hiểu về nó là sao. Với một cái câu hỏi nôm na là tôi là ai và tôi đứng ở đâu trong cái gia đình của mình. Cũng không phải là chỉ trong gia đình không đâu, cái ý niệm đó nó sẽ ảnh hưởng lên cái cách nhìn của đứa, cái người lớn mà phát triển lên sau này đấy, về cái vị trí thân phận của mình trong đời. Khi nhắc đến những đứa con đó, thì em nghĩ đến cái giai đoạn mà cha mẹ đó biết tin rằng là mình sẽ có con, giống như là cái tin đó nó sẽ đến như thế nào, tức là người ta có mong đợi không, hay là nó hơi bất ngờ, nó có nằm trong dự định không, hay là nó giống như là một cái tình huống mà nó họ không có tính toán trước nhưng mà lại có con chẳng hạn. Thì khi có thể là có những người họ lại mong có con, nhưng có những người thì thôi từ từ để mà phát triển cái chuyện khác. Thì đó là những cái tình huống khác nhau khi mà cha mẹ biết rằng là tôi chuẩn bị có con. Thì cái giai đoạn đó nó như thế nào thầy? Chúng ta cũng phải nhìn rộng ra, bởi vì trên đời nó có nhiều, quá nhiều những tình cảnh khác nhau. Đa phần chúng ta hay hình dung rằng có những cái cặp vợ chồng và người ta kết hôn thì người ta cũng sẽ phải nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình có đứa con. Và đa phần trong trường hợp và nói chung là người ta sẽ có một cái dự liệu rằng mình sẽ đón cái đứa con đầu đời, đứa con đầu lòng của mình, đứa con thứ nhất. Thì cái đó là một cái chuyện gì đó nó rất là mình tưởng như là tự nhiên ha. Còn những tình cảnh đặc biệt, ví dụ như là người ta không trông đợi có con, hoặc là người ta đổ vỡ cái mối quan hệ hoặc lứa đôi sớm trước khi có con, thì đó là những chuyện nó rất là đặc biệt nha. Nhưng mà nói theo như cô Vân ấy, tức là sẽ có một cái lúc nào đó, một cái thời điểm mà cái cặp đôi đó nhận ra rằng cái người phụ nữ ở trong cặp đôi đó đã có thai. Nhưng mà nó ảnh hưởng nó không phải là ở từ thời điểm đó trở đi, mà là trước đó nha. Mà người ta có cái khái niệm về sự hoài thai, sự mong mỏi có con nha. Trong đa phần trường hợp đó, cái sự việc nó diễn biến suôn sẻ nó trong sự mong đợi đó, thì giống như là cái sự hoài thai đó, nó không có hiện rõ nha. Nó chỉ hiện ở trong trí của cái cặp đôi đó khi mà người ta chưa có thai. Nhưng mà nó, cái thời gian đó nếu đến nhanh thì nó không có rõ ràng về cái sự khắc khoải của cái hoài thai. Cái sự hoài thai mà cái kiểu khắc khoải được thấy rất rõ ở những cặp vô sinh hiếm muộn, những cặp vợ chồng mà người ta trông đợi có con nhưng mà nhiều năm qua thì cái tin vui về cái sự thụ thai nó không có. Tại các bạn biết hồi xưa đó, nếu mà không có những phương tiện y khoa thì người ta dựa trên những cái triệu chứng nào đó thay đổi của cái người mẹ đó, để người ta biết rằng là cái người phụ nữ đó đang bắt đầu có thai. Chứ còn bây giờ thì hễ mình nghi ngờ thì người ta có cái que thử thai nha. Thì thôi mình bỏ qua cái chi tiết đó đi, thì là chắc là lúc nào đó mình sẽ nói nó cụ thể lại. Còn ở đây là cái lúc mà báo tin vui nha, cũng có thể là người ta nhờ y tế báo, cũng có thể là cái người phụ nữ đó tự thử nghiệm từ trước nha. Nhưng mà để kiểm chứng là chắc chắn thì phải đến với cái phòng khám y khoa. Mở ngoặc nói thêm cái điều này, cái sinh đẻ là một chuyện tự nhiên trong đời sống. Nhưng mà ở loài người nói chung vào cái thời hiện đại này, người ta biến nó thành là một cái việc cần đến dịch vụ y khoa. Không phải bệnh nha, có thai không phải là bệnh, nhưng mà người ta cứ nhờ đến dịch vụ y khoa. Rồi đóng cái ngoặc lại. Cái sự hoài thai, cái sự mong đợi rằng là mình sẽ có con á, thì em nghĩ là nó sẽ đóng góp rất nhiều vào cái cảm xúc của cha mẹ khi mà họ đón nhận cái tin rằng là tôi có con, và sau đó dẫn đến hàng loạt những cái thay đổi và sắp xếp khác từ trong cái tâm trí lẫn rất là nhiều yếu tố của ông cha và mẹ. Nhưng mà sau khi biết tin có thai thì đến cái giai đoạn thai kỳ á, thì em thấy rằng là nó sẽ làm thay đổi rất là nhiều điều ở ông cha và mẹ. Mà trước mắt đó là bà mẹ là đã trong dân gian mình đã nói rất là nhiều điều về một cái người phụ nữ khi họ có thai thì họ thay đổi đi đứng nằm ngồi, thậm chí người ta
ta còn nói là con vào dạ mẹ đi tu, nó làm cho cái cặp vợ chồng đó, cặp đôi đó và thậm chí cả những người xung quanh, có thể là ông bà nội ngoại, họ bắt đầu họ thay đổi và họ sắp xếp, họ bàn tính và có rất là nhiều điều trong cái giai đoạn người phụ nữ mang thai để chuẩn bị đón chào một thành viên mới. Chúng ta hình dung là từ cái giai đoạn mà cưới xong rồi là có cái quá trình hoài thai rồi đến cái giai đoạn là thai kỳ đó, thì giống như là hai cái vợ chồng đó đang chuẩn bị dọn sẵn một cái khoảng không gian để đón một cái sinh linh hình thành và sau đó là chính thức chào đời. Thì mình hay nói về sự ra đời của một con người nó giống như một cái chấm ở trên cái dòng thời gian. Nhưng mà nếu mà nói cụ thể giống như là nãy giờ trong ít phút vừa rồi đó, thì mình sẽ thấy nó là một cái khoảng thời gian. Nó có thể dài hoặc ngắn tùy theo cái cặp đôi và tùy theo cái đứa trẻ đó là thứ tự ra đời là thứ đầu tiên hay là sau đó trong cái cặp vợ chồng này. Thì mình hay nói là con so với con rạ đó, thì mình đặc biệt là con so, đứa bé, con đầu lòng ấy. Thì cái này nó rất là hồi hộp đối với những cái cặp đôi. Thì cái không có nghĩa là cái đứa con thứ là không quan trọng, nhưng mà sanh lần hai lần ba đó, thì cặp vợ chồng đó ít nhất họ có một cái kinh nghiệm nào đó nha, có thể kinh nghiệm tích cực, cũng có thể có những kinh nghiệm làm cho họ lo lắng thêm nha. Thì cái đó là tùy theo cái hoàn cảnh. Thì mình nói là cái sự chuẩn bị đón một cái đứa bé ra đời, nên nhớ là mình nói về cái vị trí đứa con trong gia đình nó như thế nào. Thì sau này khi mình lớn lên, mình ở đây là chúng tôi và các bạn luôn đấy, là khi mà mình đã trưởng thành, nếu mình nhớ lại hoặc là mình suy nghĩ lại về cái thời điểm cha mẹ mình đón mình, chuẩn bị mình ra đời như thế nào, thì mình sẽ biết được là vị trí một phần gì đó với câu chuyện về vị trí của bản thân mình như là đứa con trong gia đình nó đã được hình thành ra sao nha. Người ta hay nói về cái khái niệm là con mong đợi và con không mong đợi nha. Thì hôm nay mình cũng thử mình hình dung để mình hiểu thế nào là đứa con không mong đợi hoặc đứa con đúng với mong đợi. Cái quá trình mà một người phụ nữ mang thai và liên quan đến những mong đợi của các cặp đôi đó và những người xung quanh về việc đón chào cái đứa bé, thì người ta sẽ xem xét rất là nhiều yếu tố liên quan đến cái hoàn cảnh sống. Có thể là đôi khi là cảm thấy là chưa có sắp xếp đủ về mặt kinh tế và nhiều cái gọi là chuẩn bị sẵn sàng cho việc có con á, mà họ lại có con trong hoàn cảnh đó. Hoặc là đôi khi họ lại cảm thấy rằng là cần phải đầu tư cho sự nghiệp vào giai đoạn này. Rồi đôi khi lại liên quan đến những cái sắp xếp khác liên quan đến gia đình nội ngoại hai bên. Hoặc là cha mẹ thì chưa muốn nhưng mà ông bà lại rất là mong có cháu chẳng hạn. Thì đó là những cái tình huống trong đời sống ở đó bất kỳ đâu mình có thể gặp và nó liên quan đến cái mong đợi có con hay không. Rồi lúc nãy mình có nói là cái sự hoài thai rồi giai đoạn thai kỳ rồi từ từ nó giống như là chờ đợi đến cái ngày dưỡng sinh rồi sinh. Thì cái mong đợi á thầy, dù cho mình có mong đợi hay không mong đợi thì cái sự phát triển của bào thai á thì nó cũng từ từ nó lớn dần cũng tới thời điểm như vậy. Nhưng mà cái sự mong đợi ở đây nè, nếu như mà em đang suy nghĩ là nếu như mà không mong đợi nhưng mà bây giờ có rồi thì có con rồi và đang đợi để sinh ra, thì cái việc đón chào có lẽ là sẽ rất khác với cái tình huống mà họ đang chờ đợi cái thai nhi này. Thì ở đây mình nói về cái chữ mong đợi đó, thì trong tiếng Việt nó làm cho cái chữ mong đợi nó hàm nghĩa theo là đúng như ý muốn. Ngoài ra mình phải có cái chữ khác là kỳ vọng, tại vì mình dịch cái chữ tiếng Anh cũng không phải là mình lệ thuộc vào tiếng Anh, nhưng mà trong tiếng Anh nó là expectation, đó là sự kỳ vọng hoặc là sự trông đợi. Thì khi mình gọi là expect một cái chuyện gì đó, mình trông đợi một cái chuyện gì đó, thì nó có thể đúng với cái ý mà mình mong lẫn những gì mà mình nhận ra là nó sẽ phải nha. Ví dụ như là khi mà một cái người phụ nữ đã có biết tin là mình có thai nha, trong lòng có thể là không mong cái đứa trẻ ra đời, nhưng mà bà vẫn trông đợi là trong vòng khoảng 9 tháng nó sẽ ra đời nha. Thì cái đó là gọi là cái kỳ vọng hay là cái trông đợi. Cái chữ expectation trong tiếng Anh nó rộng nghĩa hơn chữ mong đợi. Tại vì mình thấy mình mong nó giống như thể là mình đợi cái điều như mình muốn, nhưng mà ở đây có thể luôn là đợi những điều mà mình không mong muốn, tại vì nó sẽ xảy ra nha. Tôi lấy ví dụ mình hơi chơi nói về câu từ một chút. Ví dụ tôi trông đợi một cái cơn bão nó sẽ đến ở trong cái thành phố này,
để tôi ứng phó với nó. Tôi expect cái điều mà nó hơi xấu như vậy, tại vì nó sẽ xảy ra. Nó khác với lại tôi mong đợi cơn bão, không có ai mong cơn bão đó hết. Thì cái việc mà ra đời của một đứa trẻ đó, đối với cái người tiếng Anh nó gọi là expectant mother, tức là cái người mẹ tương lai đó. Nhưng mà người ta là dùng cái chữ là expectant, tức là cái người mẹ đang trông đợi nha. Thì có nghĩa là cái người đó có thể là đang trông đợi và mong là đứa con này ra đời như ý muốn, nhưng mà cũng có thể là biết rằng nó sẽ ra đời, mình sẽ phải sanh nó, mặc dầu là mình sẽ không chuẩn bị cái không gian để sống cùng với nó. Có những bà mẹ nó trong hoàn cảnh đặc biệt, người ta biết là chờ đến ngày sanh đó xong á là người ta cho ngay đứa con. Những cái hoàn cảnh như vậy người ta vẫn gọi là trông đợi. Thế thì bây giờ mình nói là cái sự mong đợi đó là đứa con như ý muốn đó, thì nó khác nha. Thì đứa con mà như ý muốn đó, thì là ví dụ như người ta mong con trai nhưng mà sau đó biết rằng đang mang thai một đứa con gái, nó đã khác với cái sự mong muốn của mình. Rồi ví dụ như là tôi chưa thể nuôi con tốt trong giai đoạn này, tôi muốn là khoảng 2-3 năm nữa mới có, nhưng mà vì lẽ gì đó hai vợ chồng ấy, người ta không có bảo vệ trong cái lúc quan hệ thì người ta lại có con, biết rằng là có thụ thai nha. Nó ảnh hưởng lên trên quyết định là giữ thai hay không nha. Thì mình hơi đi vào chi tiết ở chỗ này một chút để mình nói về cái sự mong đợi hay là sự trông đợi. Rồi mình quay trở lại với cái chuyện là nhắc lại, tức là phải chuẩn bị một khoảng không gian như thế nào để cho mình đón một đứa con nha. Như vậy thì cái cặp vợ chồng son trong giai đoạn số 1 của chu trình đời sống gia đình đó, thì chỉ có mình với ta, nhưng mà thậm chí còn có là thơ ca nói là tuy hai mà một, chứ như không có cái khoảng gì ở giữa. Mà nếu không có khoảng gì ở giữa thì đứa con nó lọt ra nó nằm ở đâu nha. Ngay cả cái giường ngủ lúc đó nó cũng phải thay đổi theo những cái thay đổi nó hơi thô phàng của đời sống nha. Thì cái khoảng không gian để đón một đứa con bao gồm cái khoảng trong trí của họ nghĩ về đứa con, bao gồm cái khoảng gì đó trong đời sống, trong không gian sống hàng ngày của họ, họ có cái chỗ để cho đứa con đó nó hiện diện trong đời sống sinh hoạt của họ, lẫn cái ý niệm về cái khoảng không gian đó nó sẽ trôi nổi và nó biến thể như thế nào theo thời gian, theo năm tháng đứa con nó lớn lên, cùng với hàng loạt những cái thích ứng của họ trong công ăn việc làm, trong sinh hoạt cá nhân, trong cái quan hệ gia đình, và những cái khoảng thời gian mà họ sử dụng có liên quan đến chuyện của họ và chuyện nuôi con. Thì khoảng không gian đó nó không phải đơn giản là mua một cái nôi cho nó đẹp rồi về đặt đứa con vào trong đó, thuê một bà vú em và cứ thế người ta tung tăng đi chơi tiếp, đâu phải như vậy đâu các bạn nha. Khoảng không gian trong tí nó cũng quan trọng vô cùng. Cái khoảng không gian để đón chào một thành viên mới trong gia đình thì đôi khi là giữa cái gì đó mang tính chất vật thể chúng ta quan sát được, nó liên kết chặt chẽ với cái khoảng không gian trong tâm trí của ông cha bà mẹ thì chuẩn bị đón đứa trẻ khi mà họ sắp và xếp và cái ý niệm về cái khoảng đó theo thời gian. Họ sắp xếp cái góc này, họ sắp xếp cái vật dụng kia, hay là họ chuẩn bị cho cái công ăn việc làm, cho cái chuyện bà mẹ sẽ nghỉ thai sản vân vân. Thì tất cả những điều đó nó vừa mang tính chất đời sống mà nó vừa mang tính chất là cái độ tập trung, cái độ để tâm của cha mẹ trong việc là đón một thành viên mới như thế nào. Và nó sẽ thay đổi, nó không phải nó tất cả đều nằm trong dự tính, mà khi đứa trẻ ra đời thì họ bắt đầu, ví dụ như con đầu bắt đầu sẽ lúng túng, sẽ không biết sẽ phải làm thế nào, rồi có sự trợ giúp của những người xung quanh và họ sẽ thay đổi tùy theo cái điều kiện của họ. Như ông bố hồi xưa chiều về thì đi nhậu dễ rồi, nhưng mà giờ thì thôi lo về sớm. Hoặc là bà mẹ thì có thể thoải mái hơn công việc của mình trước đây khi mà chưa có con, nhưng mà khi có con cái sự bận rộn hay là cái sở thích của mình thì đôi khi mình sẽ phải sắp xếp lại để dành thời gian cho đứa con. Thì đó chính là một cái khoảng không gian, nó mang bao hàm rất nhiều yếu tố trong cái chuyện là dành không gian để đón chào cái đứa con này. Nếu đứa con đó nó không có được chuẩn bị như thế đó, thì nó sẽ gặp một cái sự lúng túng chật vật trong cái sự việc khách quan là đứa con được đẻ ra. Đứa con được đẻ ra nhưng mà nó không có cái sự sắp xếp trước như vậy đó, thì giống như thể là hàng loạt các vấn đề khó khăn trong nuôi con nó sẽ diễn ra. Đôi khi mình thấy có những cái gia cảnh là cặp mà vợ chồng đó họ không có hiện diện đầy đủ khi cái đứa con của mình ra đời. Có thể là bà mẹ đẻ con ra nhưng mà ông bố không có mặt.
nha. Hoặc là để con ra thì một thời gian ngắn sau đó sẽ phải trở lại với công việc sớm, thì lúc đó là ai sẽ hiện diện để thay thế nha. Có nhiều cái gia cảnh là đứa bé nó ra đời thì vài tháng sau nó sống với ông bà nha, hoặc là thậm chí là nó phải xa vòng tay cha mẹ sớm. Thế thì mình phải có những cái so sánh như vậy trong những cái hoàn cảnh khác nhau, mình mới biết được là cái độ quan trọng trong việc là cha mẹ thích ứng với cái giai đoạn nuôi con trong cái khởi đầu như vậy. Thì người ta hay nói đến cái chuyện là giáo dục sớm cho một đứa trẻ, ngay cả đứa trẻ phát triển tốt nó không có vấn đề gì về về kỹ năng hay là những cái tật bệnh bẩm sinh thì nó cũng đã phải là chú ý đến cái giáo dục sớm nha. Nếu một lúc nào đó chúng ta nhắc lại về hồi xưa đó, mình nói về quan hệ sớm mẹ con, thì ở đây chúng tôi nói là cái quan hệ mẹ con nó chưa có đủ cái hàm nghĩa như vậy, mà phải nói là mối quan hệ cha mẹ và con cái nha. Parenting tức là nuôi con á, nó vừa được người ta dùng chữ parenting chứ tiếng Anh nó đâu có dùng chữ mothering đâu nha. Ví dụ mẹ đâu phải chỉ có mẹ nuôi con đâu, mà là cha mẹ nuôi con, thì cái parenting nó là như vậy, là mối quan hệ sớm giữa cha mẹ và con cái đóng góp vào trong cái những cái gọi là những cái viên đá làm nền tảng cho cái quá trình phát triển lâu dài. Và cái phát triển lâu dài của một đứa trẻ ở đây đó, không chỉ về thể chất, về vận động, về tâm trí, mà còn là cái ý niệm về bản thân. Đứa trẻ nó thấy nó là cái như thế nào, có giá trị như thế nào trong cái gia đình mà nó xuất hiện. Nó một người đẻ ra trong một câu chuyện đã được kể, trong một gia đình đã có sẵn, trong vòng tay của hai cái ông bà đó thôi, chứ không phải là khác. Khác đi thì nó nghiêm trọng vô cùng. Thành thử ra là theo năm tháng, đứa trẻ nó hình dung ra nó là thì cái quan hệ sớm đầu đời nó quan trọng. Và người ta ví cha mẹ như là những vị thầy giáo đầu tiên trong cái phát triển của trẻ con. Ở đây thì mình mở ngoặc anh nói thêm nha. Tại vì không thôi là các bạn cứ hay nhầm lẫn. Thì khi chúng tôi hồi xưa làm việc với cái chương trình về can thiệp sớm, ta gọi là early intervention, cho những cái trẻ có vấn đề về rối loạn phát triển, người ta đào tạo cho chuyên viên, cho giáo viên làm việc với những cái gia đình để giúp cho các bậc cha mẹ phục hồi lại cái khả năng làm cha mẹ với cái đứa con kiểu năng. Tại vì đối với một đứa trẻ phát triển tốt thì những ông cha bà mẹ tốt nếu có ý thức về chuyện parenting, người ta sẽ thấy cái việc nó suôn sẻ với một số những cái giúp đỡ của gia đình, của bề trên thôi là đủ. Nhưng mà có đứa con kiểu năng thì những bậc cha mẹ khi làm parenting gặp rất nhiều khó khăn. Thì cái chương trình can thiệp sớm đừng có tưởng lầm rằng thể đứa trẻ chuyên biệt thì chúng ta sẽ phải có phương pháp chuyên biệt. Cái cụm từ này được nói bởi các nhà chuyên gia hiện nay rất nhiều, khiến cho người ta lầm tưởng là những phương pháp chuyên biệt thì nó khác với lại cái phương pháp làm cha mẹ thông thường. Thì hồi xưa khi mà chúng tôi được huấn luyện và làm cái chương trình can thiệp sớm cho trẻ tiểu năm, thì người ta đây là các chuyên gia nước ngoài từ Úc và Hà Lan nhấn mạnh và cho chúng ta quay cái clip cái cách một bà mẹ thông thường nói chuyện và sinh hoạt với đứa con lành mạnh như thế nào, để những giáo viên chuyên biệt họ học và họ khôi phục lại cái nguyên lý đó, cái nguyên tắc của cái giao tiếp thông thường, của cái mối quan hệ thông thường lành mạnh, để rồi cha mẹ và các giáo viên chuyên biệt đó vận dụng nguyên lý đó vào trong lúc mà làm can thiệp trong nhánh nháy với những đứa trẻ kiểu năng nha, với những đứa trẻ đặc biệt. Làm sao để mà chuyển cái nguyên lý thông thường đó vào trong những cái cách mà chúng ta gọi là can thiệp ấy. Thì đó là một cái nghệ thuật và cái sự hiểu biết của mình. Thế nếu không mình sẽ hiểu nhầm là nguyên tắc can thiệp trên trẻ chuyên biệt thì nó hoàn toàn khác với nguyên tắc làm cha mẹ với đứa trẻ thông thường. Cái điều này khó lắm, bữa nào tôi làm mấy cái clip khác thì nói lại với các bạn điều này. Tại vì hiện nay rất nhiều những cái hiểu sai như vậy. Tại sao vậy? Tại hiểu sai đó thì người ta sẽ can thiệp trẻ chuyên biệt cái bằng cách tách rời nó khỏi với cha mẹ. Thậm chí có nơi cấm cha mẹ can thiệp, tại vì giáo viên can thiệp đã tốt. Mới đúng. Đã tốt. Cho nên là như vậy. Nó nguy hiểm vô cùng. Về chi tiết bữa nào mình nói. Chắc là mình sẽ quay lại với chủ đề này bởi vì nó rộng và nó cần phải phân tích kỹ hơn. Tuy nhiên khi nhắc đến đứa trẻ con hay là con cái ở trong gia đình thì sẵn mình nói lên cái quá trình cái gọi là giáo dục sớm nó rất là quan trọng. Cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thời kỳ đầu nó có thể góp phần định hình một con người trong tương lai như thế nào, và cảm thấy những cảm nhận đầu là tôi là ai, tôi là ai.
Và em thấy rằng là cái chuyện mà đứa con ra đời ấy, nó tạo nên sự thay đổi rất là nhiều trong gia đình. Và đòi hỏi ông cha bà mẹ là phải thích ứng, phải thay đổi rất là nhiều giống như nãy giờ mình nói. Và cái sự thích ứng này em thấy rằng là nó hình như là nó có gọi là nó góp phần tạo nên cái sự trưởng thành của những ông cha bà mẹ. Mình hay tưởng là ông cha bà mẹ phải trưởng thành thì mới làm được điều này, đúng không? Nhưng mà kinh qua cái khó khăn này, họ lại tiếp tục trưởng thành nha. Mình cũng không dám, mình cũng không nên xem là khi đứa bé ra đời làm thay đổi kế hoạch sống và làm việc của cha mẹ. Mà mình phải hình dung ra rằng trong cái kế hoạch sống và làm việc của cha mẹ phải kèm và có cái phần quan trọng ở trong đó là cái kế hoạch parenting của họ. Họ không được viện dẫn tôi phải đi học hoặc tôi còn đang bận với công việc nên tôi không thể dành thời gian cho con được nha. Giống như thể là trong kế hoạch sống của họ không có đứa con vậy. Nha. Thì ý mà cô Vân nói khi nãy về sự thích ứng tức là nó phải bao hàm cái kế hoạch sống và làm việc của họ phải chứa cái phần parenting. Giống như mình nói đó là sự thể hiện cái cách họ dành một không gian sống của đứa con ở trong cái không gian sống chung của gia đình này. Là không chỉ là cha mẹ giúp cho đứa con trưởng thành mà con cái cũng giúp cho cha mẹ trưởng thành và gọi là hoàn thiện cái chức năng của mình. Hay trong là... lúc nuôi con á mà chính cá nhân của bậc cha mẹ trưởng thành về chính họ. Hôm trước mình có nói về cá biệt hóa bản ngã theo cái lý thuyết của Murray Bowen. Đây là lúc á mà vừa thể hiện cái tính cá biệt hóa bản ngã mà vừa học tập để hoàn thiện nó. Chứ nó không có phải là cái gì đó đã bị ngưng lại nha. Thì cha mẹ trở thành cha mẹ tốt hoặc là người trưởng thành hơn khi mà họ nuôi con. Không có ai mà gọi là hoàn thiện cái khả năng của mình kiểu như trước là, khi mình làm việc nha. Kiểu như là giỏi giang, đầy đủ hiểu biết cho nên tất cả mọi đúng thứ rồi. Xong rồi sau đó mới sinh con. Không phải là tôi phải đi học cái khóa parenting cho giỏi rồi tôi mới làm cha mẹ. Tại vì chúng ta đừng quên cái cốt cách làm cha mẹ nó hình thành trong quá trình sống của một cái người còn là con nít cho đến khi người đó trưởng thành. Cái phần cha mẹ bên trong, cái tôi cha mẹ và đồng thời là cái ý niệm về vai trò của họ khi làm cha mẹ nó được hình thành theo năm tháng. Và đến cái giai đoạn mà hoài thai mà, rồi nhận tin vui rồi có thai là cái chuyện chuẩn bị nó được cụ thể hóa nha. Đau lòng nhất là khi đứa con sinh ra bị mất chẳng hạn. Thì cả một cái chuỗi chuẩn bị đó nó bị gãy đổ, cái đó mới đau lòng. Hoặc là cái chuẩn bị cứ mong hoài mà không có con thì cái đó nó cũng dằn vặt khốn khổ. Cái này mình đang nói là cái sự suôn sẻ nó hình thành thì nó đã đủ sức thách đố rồi. Cái sự trưởng thành của cha mẹ và cái sự trưởng thành của đứa con nó là hai cái sự trưởng thành khác nhau. Và họ giúp nhau, và đang cùng tồn tại song song. Thì em thấy cái điều đó nó rất là thú vị. Nhiều bạn bè của em lâu lâu vẫn có những cái câu hay là những cái trao đổi nói chuyện là cảm ơn cái đứa con đã giúp mình như thế nào trong cái chuyện trưởng thành, và mình thấy được mình hiểu được mình như thế nào trong cái vai trò làm cha làm mẹ. Thì em thấy cái ý này nó khá là hay. Sinh con nên mẹ, sinh con nên ông bố. Nên cái chức năng luôn và hoàn thiện cái con người của họ. Và khi sinh một cái đứa con ra thì nó có nhiều cái thủ tục để mà đón, cái chuyện là mình đón đứa trẻ. Thì em nhớ đến một cái câu chuyện là khi bạn em giới thiệu về tên của mình thì bạn nó nói rằng là cha mẹ bạn ấy có kể lại rằng là khi mà một trong những tài sản mà cha mẹ cho con cái đó chính là cái tên. Thì em cũng đang nghĩ đến cái chuyện là khi mà mình chuẩn bị đón chào một đứa trẻ, cái không gian rồi cái tâm trí cái này kia đủ thứ ấy, thì cái tên cũng là một trong những cái yếu tố mà thể hiện cái mong đợi của cha mẹ lên cái đứa con đó. Có một số trường hợp nó không rõ nhưng mà một số trường hợp nó rất rất rõ. Và có một số trường hợp các cha mẹ công khai giải thích vì sao là đặt tên cho con là như thế. Nha. Trong một số những cái nền văn hóa khác nhau thì những cái quy luật đặt tên ấy, thì nó có những cái khác biệt. Nó có những cái biến thể về những cái quy luật đặt tên. Ở nền văn hóa của Anglo-Saxon, của Mỹ, của Anh thì nó khác. Cái cách đặt tên của người Nga nó khác. Hôm trước mình có nói về người Myanmar họ lấy cái tên ông bố gắn với cái tên mới của đứa con chứ không có giữ cái họ. Nha. Và ở trong tiếng Việt cũng vậy, mỗi khi người ta đặt tên thì nếu mà ai đó chơi chữ mà theo cái từ Hán Việt thì đôi khi nó ẩn một cái ý ở trong đó.
và cũng sẽ đau lòng lắm nếu như mình đặt một cái tên như vậy với sự trông đợi như vậy, mà sau đó khi lớn lên đứa con nó khác đi, nó khác một cách cực đoan, thì đôi khi cũng làm bối rối các bậc cha mẹ. Hoặc là nếu các bậc cha mẹ đặt tên cho một cái đứa con mà gửi gắm những cái niềm không vui của họ vào trong cái tên đó, thì cũng làm đau lòng cái đứa con khi nó lớn lên. Tôi đang có một cái trường hợp làm việc rất là đặc biệt, và trong đó cái ngày gia đình muốn đổi tên cái đứa con, nhưng mà cái đứa con trong nhiều năm với nhiều cái nỗi khổ khác nhau nay nó dựa vào cái chuyện đó, nó chống cự lại cha mẹ, nó nói là không được đổi tên con, mà hãy đổi tên con thì con sẽ xử lý cái đời mình theo một cái kiểu rất là tiêu cực nha. Thì nội là cái chuyện mà nãy cô Vân nói là trao cái tên cho đứa con như một món quà, sau đó nếu mà mình chủ động mình lại thay đổi thì đôi khi nó là một cái duyên cớ để cái mối quan hệ nó càng ngày càng căng thẳng. Thì đó là trường hợp làm việc, tôi không thể nói chi tiết ở đây, nhưng mà nói là khi mà bố mẹ đặt tên cho đứa con thì người ta cũng có những cái suy nghĩ, bản thân suy nghĩ là sau đó với cái tên đó đứa con nó lớn lên thì nó sẽ như thế nào, có gây khổ cho nó không nha. Còn cái tên nó cũng có thể là một cái niềm vinh dự để người ta giữ, và muốn đổi nó thì ở cái người lớn á, mang cái tên đó họ chủ động thì nó khác với lại chuyện cha mẹ đổi tên cho nó. Thì đó là một cái chi tiết có vẻ như là nó rất là nhỏ, nhưng mà em thấy rằng là nó cũng thể hiện được rất nhiều yếu tố. Tại vì cái tên nó trong một số các cái quy luật nào đó trong một cái gia đình nó cũng làm cho cái cá nhân nhận cái tên đó biết được cái vị trí. Có những cách đặt tên nó chỉ có trong đời con cháu thôi. Và cái cách đặt tên ở trên đời bố mẹ nó khác nha. Nếu mà ai hiểu nhớ cái bài thơ ở trong triều Nguyễn về cái cách lấy niên hiệu của những cái thứ tự vua trong triều Nguyễn, thì nó cũng là một cái thứ quy luật mà mình cũng phải, mặc dù đó không phải là đặt tên khi sanh mà là lấy cái niên hiệu cho ông vua nha. Thì mình hiểu là trong cái cách mà đặt tên hồi đó rất nhiều chuyên viên ở nước ngoài sang làm việc với chúng tôi hoặc là huấn luyện với chúng tôi, người ta cũng có thể lưu ý là người ta thấy có cái gì đặc biệt ở trong cái tên, mặc dù tên tiếng Việt họ không có hiểu cái nghĩa, nhưng mà họ sẽ hỏi chúng tôi rằng với cái tên đó thì liệu mình có hiểu cái nghĩa ở trong cái tiếng Việt nó là sao. Và người ta vẫn có thể hỏi là ai đã đặt tên cho cái người thân chủ đó. Tại vì ai đặt tên nó cũng quan trọng, đôi khi cha mẹ em đặt tên mà người ta phải xin ý kiến ông bà nội hoặc ông bà ngoại nha. Còn có nhiều tình huống là ông bố sẽ là người được mặc định là đặt tên nha. Hoặc là có nhiều khi là hai vợ chồng bàn với nhau nên đặt tên con thế nào nha. Nó khác lắm. Các bạn biết đó, là cái cách mà định hình ra cái tên cho một đứa con đôi phần nó ảnh hưởng bởi cái cung cách mối quan hệ của những người đời trước bề tên hoặc là giữa cái cặp đôi đó, và nó thể hiện một phần cái hoài gọi là mong đợi cho tương lai của đứa con, cái ý thức của họ về tương lai của đứa con, và nó cũng làm cho đứa con khi lớn thấy cái vị trí của mình ở đâu đó. Và cái vị trí của một người con, của một đứa trẻ trong gia đình đó, nó không phải là đến khi rất là trưởng thành, rất là lớn rồi tôi mới biết tôi là ai hoặc là tôi có vị trí như thế nào trong gia đình, mà từ rất là nhỏ, từ cái lúc mà hoài thai cho đến cái lúc đón chào đứa trẻ, cho đến lúc mà nhận cái sự chăm sóc, sự đối đãi của những người xung quanh, cái đứa trẻ dần dần có những cái cảm nhận đầu tiên và rất sớm về việc mình có giá trị như thế nào đối với cha mẹ nha. Ở trong những cái câu chuyện làm việc thì chúng tôi nghe kể lại nha, khi một người lớn đã kể lại đã nhớ hoài cái buổi chiều hôm đó cha mẹ không có về mà mình cô đơn, hoặc là những đứa anh chị em cùng nhau nheo nhóc ở trong một cái nhà vắng lặng nha. Hoặc là một cái buổi nào đó mà cha mẹ không quên đón mình đúng giờ ở trường, một cái buổi nào đó mình phải lang thang đi mà bụng đói nhưng mà không có cơm ăn, ví dụ như vậy. Nó không phải là một hoàn cảnh hoàn toàn bị bỏ bê đâu, mà đôi khi là với năm tháng nha, nhiều cái chuyện nó xảy ra, trong đó có những ký ức về những cái buổi chiều bị bỏ bê như vậy nha. Và nếu đứa con á, mà nó vẫn nhớ là đa phần có những cái buổi như vậy thì cái vị trí trong lòng cha mẹ nó hình như đứa con này nó nằm bên ngoài, ngoài tầm mắt, ngoài tầm tay, ngoài tầm nghĩ của cha mẹ. Nhưng mà cái đứa con mà nó nhớ về tuổi thơ của nó đó, là những buổi đi chơi với cha mẹ, những cái buổi mà nó bệnh được có mẹ bên cạnh, những cái lần mà
bố đi xa thì bà mẹ như thế nào, âu yếm nó ra sao, mỗi đêm được kể chuyện ra sao, thậm chí bị đánh đòn một chút rồi bị dỗ, được dỗ dành sau đó, thì những cái ký ức hoặc là những cái sự thật trải qua như vậy thì theo năm tháng đứa trẻ hình dung về vị trí của mình. Giả sử nha, giả sử như là đến 5 tuổi vẫn còn được mẹ ôm để ngủ, nó khác với là mới có 1 tuổi rưỡi thôi, đi chỗ khác đi, chỗ này dành cho em của mày nha, mày qua bên kia ngủ với anh, ngủ với bà chị mà chưa lớn, chưa lớn hẳn nha. Thì nhưng mà rồi sau đó những cái chuyện khác nó ra sao nha, thì người ta thấy là cái ký ức đó nó rất quan trọng. Tôi cũng xin phép nhắc thêm đó, là trong cái cảnh yên bình đó, để sống trong gia đình đó, thì nó cũng chưa đủ nha. Vậy lúc sóng gió, lúc có chuyện đó, đứa trẻ lại càng thấy mình là ai trong gia đình. Ví dụ phải là 5-7 cái ví dụ mới được. Khi cha mẹ cãi nhau, đố mà có cái cặp đôi nào mà không cãi nhau, cãi nhau họ nói con đi chỗ khác, con qua bên kia con chơi, để ba mẹ nói chuyện, để rồi chút xíu nữa họ nói xong, họ cãi xong á, thì họ tạo lập lại cái bầu khí để cho đứa trẻ an toàn và nó được đối đãi vẫn tử tế nha. Thì nó được trải qua như vậy. Còn không á, cãi nhau á, mà vô tội vạ đánh nhau trước mặt nó, đánh lan qua nó luôn, chứ là giống như nó bị bỏ mặt về nhu cầu thì cái ấn tượng nó rất là khác. Rồi kế tiếp ấy, ví dụ như trong nhà có tang, người ông người bà qua đời, cái đứa trẻ mới có 2-3 tuổi đó, nó được vấn cái khăn tang, nó được ngồi trong cái buổi làm lễ tụng kinh và đưa tang như thế nào. Đừng có bảo rằng con nít nó nhỏ quá thôi, đừng cho nó tham gia mấy cái đó nha. Khi nó tham gia dù là một ít thời gian thôi, nó cũng ý niệm về thế nào là ông là bà, thế nào là sự hiện hữu và thế nào là mất mát. Theo năm tháng với những cái dịp nào khác ấy, nó hình dung đúng về cái chết, nó hình dung đúng về vị trí của một người đã qua đời, và nó cũng đồng thời thấy nó là ai trong gia đình. Đến hồi nào đó nó lớn mười mấy tuổi thì ta bắt đầu là giao việc cho nó, người ta giao việc cho nó không phải là người ta ghét bỏ, mà giao việc là không phải là lao động sớm, cái này là việc nhà mà nha. Thì lúc bây giờ nó mới hiểu rằng khi nào nó ngồi ăn với cha chú của nó, khi nào nó này nó vui, khi nào nó được uống bia và hút thuốc lá trước mặt mấy cái bậc đó mà không ai quở mà không ấy nha. Thì cái này nó phải theo năm tháng nha. Nhiều khi mới 12 tuổi không có được, chuyện đó không được, nhưng mà 16-17 tuổi ông bố cũng hút thuốc nè, hoặc là cha chú của nó cũng ngồi uống bia trong những cái dịp mà hội tụ gia đình mà. Lúc đó nó không có phải là bia để biểu đi mua bia đi xuống dưới bếp đập đá đâu, nó nói là cái ly cho thằng hai thằng ba đâu đây ngồi nha. Thì cái vị trí trong gia đình, trong sinh hoạt đời thường, trong những dịp lễ lớn của gia đình, những sự kiện hoặc là những sự kiện đổi thay mất mát xung đột, khi ông bố ổng nằm viện, bà mẹ nhờ cái đứa con trai làm cái gì, khi mẹ đi chợ mẹ giao cho cái cô chị lo cái gì cho em nha, đừng có nói là lao động sớm nha. Những đứa trẻ đó nếu mà cha mẹ vẫn nhớ đó, đây là vẫn là những đứa trẻ, những đứa con vẫn tiếp tục chú ý đến cái nhu cầu ăn học của nó, thì giao một cái việc đó tạm thời như vậy làm cho đứa trẻ nó lớn lên một chút nha. Người ta gọi là parental child, đứa con nó làm chức năng cha mẹ một phần hoặc là một giai đoạn ngắn, nó khác với phụ mẫu hóa parentification, rất là khác. Bữa nào mình nói tiếp nha, mỗi lần mình nói mình đẻ thêm chủ đề để sau này mình nói tiếp nha. Vị trí của một con người hiểu mình là ai trong đời, trong cái cuộc đời rộng lớn sau này được hình thành dần theo năm tháng, bởi vì mình hiểu mình là ai, có vị trí thế nào trong cái gia đình của mình. Mất cái nền tảng này và thiếu đi sự hiểu biết này thì người ta chơi vơi lạc lõng trong đời và trở thành thân chủ của các chiêu ly. Các bạn nói về ý nghĩa cuộc đời, về thân phận, tôi là ai, tôi đi đâu, về đâu, mà không hiểu mình từ đâu, các bạn quên cái gia đình là nền tảng nha. Dạo này mình nghe rầm rộ về cái ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chúng tôi cũng không cần phải là nhân cái ngày đó để nói về những cái chủ đề thế này. Con người là một sinh vật có cái xã hội tính, chúng ta không thể tách khỏi những mối quan hệ, chúng ta không thể tồn tại nếu như mà không có những cái tương tác với những cái người khác để tạo nên những cái nhóm quan trọng.
và gia đình là một cái nhóm đầu tiên mà mỗi người thuộc về và nó có những cái tương tác quan trọng đầu đời. Và nếu như mỗi người có những cái điều kiện hoặc là có những cái quá trình phát triển để thấy mình là một người là một có cái vị trí như thế nào trong gia đình thì đó là tiền đề để khi mà các bạn lớn lên trưởng thành, khi mà một người tham gia vào những cái nhóm xã hội quan trọng khác và làm nghề sống. Nên nhớ là trong cái đào tạo làm nghề tâm lý trị liệu ấy, nha, cũng có những cái trường phái người ta phân tích lại để cho cái người học nghề này hiểu lại cái gia đình của mình và vị trí của mình trong gia đình. Nếu không hiểu điều đó, bạn có thể vung tay vung chân với cuộc đời của người khác vô tội vạ dựa trên cái gọi là lý thuyết khoa học của bạn nha. Có nhiều trường hợp á, mình đã bị che mắt khi mà mình nhìn cuộc đời của người khác bởi vì những chủ đề đó nó sẽ đụng chạm lại cái cuộc đời của mình. Thì đừng có quên như vậy nha. Vị trí của một cái chuyên gia ở trong chính gia đình của mình, sự hoài mong của cha mẹ mình để đón mình ra sao mình còn không biết nữa thì tệ quá nha. Thì cái chuyện ăn học này nè, của cái làm nghề này mình thực hiện cho những người làm nghề, ai thích thì nghe mình thích thôi. Tức là nó phải rất là cẩn trọng ở điều đó nha. Chúng ta cũng phải cân nhắc là bản thân mình trong cái đời sống của mình ra sao nha. Có rất nhiều những chuyên viên dạy người khác về cách chăm con, dạy người khác về sống lứa đôi, nhưng mà mình quan trọng á, mình cũng phải thận trọng là cuộc đời của riêng tư của mình nữa nha. Và hãy thận trọng là không có cái kiến thức khoa học nào rập khuôn cho mọi hoàn cảnh nha. Và mỗi chuyên gia khi làm việc cũng phải thận trọng tại vì có thể nó làm va chạm với cái cuộc đời cá nhân của mình. Thì riêng đối với những ai không có làm nghề này ở trong cái lĩnh vực tâm lý trị liệu đấy thì cũng nên biết một chút về cái việc này, cái việc làm nghề này nó không đơn giản là chỉ dựa trên kiến thức khoa học là đủ nha. Tại vì nó có cái con người hành nghề nha. Chính con người hành nghề đó chọn cái lý thuyết nào cho nó hợp với cái nhãn quan làm kiểu sống và làm việc nha. Nhưng mà đôi khi nó lại phiến diện. Cho nên hãy học và thận trọng khi làm nghề. Cái khúc này thì nó hơi sâu về cái người đào tạo và cái người hành nghề. Nhưng mà quay trở lại với cái chuyện một đứa con trong gia đình thì chúng tôi đã đi qua rất là nhiều cái thời điểm và để các bạn thấy rằng là cái vị trí của một người trong gia đình nó không chỉ đơn thuần là trong cái chữ quan trọng một cách nói rất là dễ dàng mà nó là một cái hành trình sống. Và mỗi người có làm nghề hay không làm nghề thì các bạn đều có thể chiêm nghiệm được điều này trong chính gia đình của mình. Rồi từ đó mình nhìn qua các cái gia đình khác, rồi nhiều khi mình kết hôn, mình yêu ai, mình thương ai thì đôi khi mình lại hiểu cái người bạn đời của mình trong cái gia đình của họ để thấy cái vị trí của mỗi người trong gia đình. Rồi sau đó là dần dần người tạo lập những gia đình mới. Cha mẹ mà không hiểu vị trí của mình, không có chân đứng gì đó trong cái ý niệm của mình về gia đình của mình thì làm sao mình đón cái đứa con? Cái khái niệm về khoảng không gian để đón cái đứa con như thế nào? Chắc là đến lúc mình sẽ nói lời chào tạm biệt với khán giả của YouTube Channel Online. Channel Online. Và các bạn lưu ý cái loạt bài về trẻ em vẫn còn tiếp tục. Hẹn gặp lại các xin bạn. Chào và hẹn gặp lại.